rất lâm con nha anh em. Con đầu tiên anh em đang đứng đợi đệ của mình chuẩn bị đồ anh em, hạ điện con gãy chốt cắm anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em, không dữ chứ để giờ một con nè đụng mới thấy gì con nghe nam, con này như dở ức luôn hay gì rồi. Ok tiếp tục nghe nam, giờ bọc đi để con nó bình. Chết tươi luôn. Rồi nữa, đã chết chết luôn. Con này chết vậy. Rồi tiếp tục anh em ơi. Nha. Rớt. Đâu? Bay đâu vậy? Bay vô xong rớt rồi. Ở đây bà đã đứng nhìn thấy rồi. À đen con này, đen con này gần lắm nè. Đen con gần lắm. Núp bụi. Núp bụi một con. Chết chở luôn vậy. Chết chở luôn rồi. Thấy rồi, con đó cũng đợi xa hơn. Bay rồi. Lụm con nha anh em. Trốn kỹ ha. Lạ cái này không tới rồi. Hồi mình đưa anh em ơi. Chim luôn á. Trời rớt rồi. Không nát sao lâm. Hả? Ê, còn con này mà đậu mất tiêu rồi. Lâm nghe nè, cho mấy chín giữa nãy nha. Vậy mới ăn được thôi, thôi là thua. Rồi tụi anh em ơi. Nghe đừng bị. Đâu nó đâu rồi? Ui. Nè nè nè, bắt đi nó. Ngon lành nha. Trời nó trơn gần gần dứt được bình đẹp hay dữ vậy. Tưởng đâu là mớm luôn rồi đó. Nãy giờ bắt được gì không đấy? Được có 4-5 con vậy đó. Con của nó trường là bém nhất. Lấy cho đen chút đường cậu trắng rồi, đừng quá con nhóc lên nước. Ghê vậy? Ủa, không rồi. Ngọt luôn. Ngon mày. Chờ ginh ginh lắm bóp tới trời, đã dữ vậy. Xì mới tỏi luôn. Quay tiếp tục anh em ơi.
Rớt. Ok. Đứng chỗ này thì ok vãi. Câu đầu tiên nha anh em. Ghét quá khỏi cần câu luôn. Ây da. Chính giữa luôn. Trời. Kiếm chỗ nào gửi giò cái đó. Quá trời xình rồi, chết tôi rồi. Gớt gớt, đây có trầu luôn. Lậm nghe anh em. Giữa ức. Xin chào quân em ơi. Gớt công ty quần má. Anh đây tụt tụt kìa. Hồi đi đó ngoài kia thấy cây này nằm dưới gốc cây. Cây gì? Lụm nó dành đâm trường. Có mấy nhỏ chứ đâu. Xanh cây đao của mấy nhỏ. Đụt. Quay ớt lại đây đại luôn hả? Hả? Ờ, mấy ngày chỗ này chết tươi luôn là phải rồi.